Hi, xin chào các bạn. Nếu đây lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Với tiêu đề của Duy ngày hôm nay đó là có rất là nhiều những anh chị khách hàng coi như là sẵn sàng chờ cái chiếc xe GLS 450 này, một chiếc xe hơn 5,3 tỷ đồng và chờ đợi trong vòng khoảng từ 6 tháng. Thì ngày hôm nay Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem lại cái chiếc xe GLS 450 Formatic này, xem cái chiếc xe này nó đặc biệt như thế nào mà rất là nhiều những anh chị phải chờ đợi nó. Chiếc xe GLS 450 không chỉ hot ở tại thị trường Việt Nam bạn, mà tại thị trường Mỹ, cái chiếc xe RRS 450 này nó cũng cực kỳ hot luôn. Bởi vì là gì, có những anh chị người quen các bạn thì cũng chia sẻ là ở Mỹ hiện tại bây giờ là GLS 450 cũng sẽ không có hàng để mà giao. Mỹ là một cái thị trường về xe ô tô lớn nhất trên thế giới, thông thường là các anh chị khách hàng mua xe thì thường là sẽ có liền luôn đó. Nhưng mà đối với thị trường Mỹ hiện tại bây giờ bạn, GLS vẫn đang khan hiếm hàng. Các bạn biết tại sao mọi người lại rất là thích cái chiếc xe GLS này không bạn? Bởi vì người Mỹ các bạn, họ đánh giá là cái chiếc xe càng to ha, càng bự thì nó sẽ càng an toàn. Đó là lý do tại sao cái chiếc xe GLS 450 này nó lại rất là hot ở Mỹ, và cũng như là tại sao Mercedes-Benz đặt nhà máy sản xuất cho những cái chiếc xe GLS, những chiếc xe GLE ở Mỹ. Bởi vì là thị trường xe SUV là cái thị trường mà coi như là lớn nhất ở Mỹ. Thực ra thì ở đây bên Duy có rất là nhiều những cái mẫu xe, và mỗi mẫu xe nó sẽ có một cái nước sản xuất riêng. Đó, chẳng hạn như cái G63 hiện tại này bạn thì chỉ được sản xuất duy nhất ở trên thế giới là nước Áo thôi. Và chiếc Maybach S680 bên kia các bạn thì chỉ sản xuất ở bên Đức thôi ha. Thì tùy theo thị trường chúng ta sẽ có những chiếc xe mà được sẽ được sản xuất ở tại quốc gia đó. Và một cái điểm nữa các bạn, là những cái anh chị đã từng sử dụng rất là nhiều những cái chiếc xe Mercedes-Benz cao cấp rồi, rất là thích cái chiếc xe GLS 450 này. Bởi vì đây là cái chiếc xe đến từ thương hiệu Mercedes-Benz và được lắp ráp và sản xuất tại Mỹ. Đó, các bạn biết rồi ha, một chiếc xe mà được sản xuất ở tại Mỹ thì thường cái tiêu chuẩn của nó đặt lên rất là cao, và cao hơn rất là nhiều cho so với những loại cái quốc gia ở châu Á của chúng ta ha. Và Mercedes GLS 450 thì không ngoại lệ. Chiếc xe GLS 450 của chúng ta có một kích thước rất là to lớn luôn. Đó, với màn hình là dài hơn 5,2m. Đây là cái chiếc SUV full size có thể là lớn nhất ở nhà Mercedes-Benz. Và một điểm nữa các bạn, chiếc xe GLS 450 này, đây là cái dòng xe S-Class SUV, có nghĩa là cái dòng xe mà coi như là cuối bảng của Mercedes-Benz, cho nên GLS 450 này được trang bị hầu hết những cái công nghệ tiên tiến bậc nhất của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ. Đó, các bạn sẽ thấy là chiếc xe GLS 450 này được trang bị một cái động cơ vô cùng mạnh mẽ, động cơ 3.0 i6. Đây là một cái động cơ mà có thể nói là tiên tiến nhất của Mercedes-Benz hiện giờ và sử dụng hầu hết trên những cái mẫu xe Mercedes, kể cả là những cái dòng xe Maybach. Đó, và động cơ này được rất là nhiều những cái giải thưởng về động cơ ha. Đây là một cái động cơ coi như là có thể nói là hiện đại và bậc nhất của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ rồi. Một điểm nữa các bạn, là những anh chị khách hàng mà mua những cái dòng xe rất là cao cấp này thì thường sẽ quan tâm đến cái sự êm ái của chiếc xe. Đó, thì cái chiếc xe GLS 450 của chúng ta thì được trang bị hệ thống treo bằng khí nén các bạn, thôi lại gọi là phuộc hơi. Cho nên là các bạn biết là phuộc hơi nó sẽ êm hơn rất là nhiều so với lại những cái hệ thống phuộc thông thường bằng lò xo và thủy lực ha. Trong trường hợp mà chúng ta di chuyển trên những đoạn đường cao tốc với tốc độ từ 80 km/h hoặc là 100 km/h trở lên, thì chiếc xe GLS 450 của chúng ta cũng sẽ hạ cái gầm xe xuống để mà giảm cản gió, cũng như là làm cho chiếc xe của chúng ta bám đường và ít chồng chềnh hơn ha. Đây là một cái điểm rất là đặc biệt trên cái chiếc xe GLS 450 này. Đó, ngoài ra thì bên trong khoang nội thất của chiếc xe GLS 450 này được trang bị hàng loạt những cái trang thiết bị coi như là rất là xịn sò. Ok, bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem lại một vòng bên trong cái nội thất của chiếc xe GLS 450 nha.
Đây là không gian nội thất của chiếc xe GLS 450. Thì đối với cái phần nội thất này, chúng ta sẽ có hai màu để chúng ta lựa chọn ha. Đó là màu kem hoặc là màu bay như là chiếc xe này. Ở ngoài ra thì chúng ta còn một cái nội thất nữa là full đen dành cho các anh chị mà thích cái phong cách như là ngầu ha, cũng như là màu đen thì các bạn biết rồi, thường nó sẽ sạch sẽ hơn. Và đối với cái nội thất màu kem các bạn thì các bạn biết rồi ha, thì làm cho cái không gian nội thất của bên trong của chiếc xe cũng cho nó rất là sang. Và những cái đèn nội thất này các bạn thấy nè, những cái chi tiết mà đèn nội thất này nó buổi tối khi mà chúng ta đi vào thì nó đi buổi tối thì nó sẽ hắt vào cái bên trong cái phần nội thất của màu kem này, thì cái độ bắt sáng nó sẽ tốt hơn ha. Đó, thì thật sự thì với cái màu kem này, đây là một cái màu nội thất mà Duy rất là thích. Đó, cũng như là cái phối màu các bạn thấy hiện tại bây giờ là màu đen ở bên ngoài và màu kem ở bên trong. Đây có thể nói là một phối màu mà coi như là kinh điển luôn các bạn, bởi vì là hầu như các anh chị khách hàng nào khi mà chọn những cái chiếc xe đến từ Mercedes-Benz á, thì thường sẽ rất là ưa chọn cái phối màu như là cái chiếc xe này. Và một điểm nữa các bạn là GLS 450 không thể nào thiếu cái dàn lo Boommaster. Đây là một cái thương hiệu lo rất là cao cấp của Đức. Và GLS 450 này trang bị tổng cộng là 13 lo với công suất là 590W. Thì Duy nghĩ là với cái dàn lo high-end 3D này sẵn sàng đáp ứng những đôi tai rất là khó tính của các anh chị khách hàng. Và với lo Boommaster này các bạn thì hầu như là được trang bị trên những cái mẫu xe rất là cao cấp bên Duy ha. Các bạn sẽ thấy là cái phần táp lô, cái phần mà khoang lái của chiếc xe GLS 450 này thì nhìn nó rất là hiện đại và được thiết kế coi như là rất là gọn gàng luôn các bạn. Đó, các bạn thấy nè, màn hình thì được kéo dài từ bên khu vực táp lô sang tận cái màn hình giải trí. Đây là một cái màn hình mà cảm ứng luôn các bạn nha. Và được tích hợp ngôn ngữ là tiếng Việt cho nên là rất là thân thiện và rất là dễ sử dụng. Đó, còn cái khu vực này nè các bạn, hốc gió máy lạnh nè, các bạn thấy ha, được thiết kế coi như là vuông vắn. Đó, làm cho cái không gian nội thất của chúng ta thêm cái phần mà mạnh mẽ cá tính, bởi vì đây là một cái chiếc xe địa hình. Còn cái khu vực này các bạn sẽ thấy là nó có một cái chi tiết giống như là một cái tay nắm ha. Đó, bởi vì đây là một cái chiếc xe địa hình nữa cho nên là cái việc mà khi mà chúng ta di chuyển trên những cái đoạn đường mấp mô, những cái đoạn đường mà gập ghềnh, đây là một cái chỗ để chúng ta vịn lại ha. Thì vô lăng của chiếc xe GLS 450 thì các bạn sẽ thấy được trang bị bằng da Nappa ha, rất là mềm chỗ này. Ngoài ra thì khu vực này là đây là cái khu vực bằng gỗ. Đó, nếu mà lên trên hình thì các bạn sẽ thấy là nó màu đen rất là khó, nhưng mà đây là một cái chiếc ốp gỗ mờ. Đó, khi mà chúng ta sử dụng thì các bạn biết rồi, ta lái bằng gỗ thì nó sẽ mát hơn, và cũng như là khi mà chúng ta bị mồ hôi tay các bạn thì nó cũng tránh được cái việc mà chúng ta ra mồ hôi tay nữa ha, cũng rất là hay. GLS 450 của chúng ta thì được trang bị các cửa sổ trời toàn phần. Đây là một cái chi tiết mà Duy nghĩ là cũng rất là ít khi sử dụng, nhưng đối với những cái chiếc xe cao cấp như thế này các bạn, dòng mà coi như là S-Class thì bắt buộc phải có cái cửa sổ trời ha. Một điều mà các anh chị khách hàng rất là quan tâm luôn các bạn, đó là cái không gian, cái tiện nghi ở bên trong cái khoang nội thất của chiếc xe GLS 450 này. Thì khi mà ngồi vào cái ghế này nó có êm hay không ha các bạn, nó có thoải mái hay không ha, trần xe nó có cao hay không. Đó, rồi cái hàng ghế ở phía sau nó có dành cho hai người có thoải mái hay không, những cốp xe nó có rộng rãi và chở được nhiều đồ hay không. Đó là những cái câu hỏi mà quý anh chị thường xuyên đặt ra cho Duy trên cái chiếc xe GLS này. Thì thật sự các bạn, những cái câu hỏi đó thì các anh chị khách hàng quan tâm, và cái câu trả lời các bạn là trong năm vừa qua số lượng GLS không thể nào đáp ứng được đủ cái nhu cầu của anh chị khách hàng. Thì đó là một cái câu trả lời coi như là thuyết phục nhất ha, thuyết phục nhất. Đó, các bạn thấy là ở vị trí ghế ngồi này, trong trường hợp mà chúng ta sẽ không có ai ngồi ở phía sau thì chúng ta có thể là trượt ra phía sau tối đa nhất có thể ha các bạn. Đó, ngoài ra nếu mà có cái người thân của mình ngồi ở phía sau thì chúng ta có thể là chia sẻ bằng cách là cho cái ghế này nó đưa lên phía trên. Đó, thì khi mà các bạn đẩy lên phía trên như thế này, khoảng tầm, Duy nghĩ là khoảng tầm hơn một tấc, thì cái không gian của phía sau nó cũng sẽ rộng rãi và thoải mái hơn. Một điều nữa các bạn là chiếc xe GLS 450 này được trang bị cái hệ thống điều hòa gọi như đa vùng tự động. Đó, và mỗi khu vực của chúng ta đều có thể là chỉnh máy lạnh được luôn, kể cả là ở giữa đây thì có thể là chỉnh cái nhiệt độ máy lạnh nè, rồi cấp độ gió nè. Ở ngoài ra các bạn thấy trên trần cũng sẽ có máy lạnh nè, và khu vực này cũng có máy lạnh, kể cả cái hàng ghế ngồi phía sau cùng của các bạn cũng có máy lạnh luôn. Cho nên là cái việc mà chúng ta ngồi ở bất kỳ một cái vị trí nào ở trong cái chiếc xe GLS 450 này, nó cũng có một cái sự thoải mái nhất định ha. Ok, bây giờ Duy sẽ đi vào cái hàng ghế sau cùng để ngồi cho các bạn xem nha. Đó, chỉ cần một cái nút chạm thôi các bạn, đó là cái ghế của chúng ta sẽ tự động di chuyển lên, sẽ gập lên.
Đó, và bây giờ Di sẽ đi vào bên trong nha. GLS450 của chúng ta thì được trang bị tất cả các ghế đều gập bằng điện hết các bạn. Đó là lý do tại sao rất là nhiều anh chị khách hàng rất là thích cái vấn đề này, bởi vì là rất là tiện lợi khi mà chúng ta đi vào đi ra ở chiếc xe, trong cái nội thất của chiếc xe GLS450 này ha. Khi mà Di đã gặp cái ghế lại các bạn thì coi như là đủ để mà Di ngồi, để mà coi như là không bị tê chân đó các bạn ha. Ở phía sau này thì hiện tại bây giờ các bạn sẽ thấy là có một cái chi tiết này, chỗ này để chúng ta có thể là tựa tay ha. Đó, có một cái chỗ để chúng ta để cốc nè, có hai cái USB để mà chúng ta sạc điện thoại ha. Kể cả bên này thì cũng có hai cái USB để chúng ta sạc điện thoại nè. Và trên cái khu vực này chúng ta có một cái nút bấm để chúng ta gập ghế nữa các bạn. Đó, nè. Nếu mà khi mà Di đi ra các bạn thì Di có thể là bấm cái nút ở chỗ này. Đó, để chỉnh cái ghế lên phía trước ha. Với cái không gian cốp xe ở phía sau của chúng ta các bạn thì các bạn sẽ thấy đây là cái chiếc xe 7 chỗ full size. Đó, thì thật ra thì khi mà chúng ta đi 7 người các bạn thì các bạn biết rồi, chúng ta sẽ cũng có một cái cốp nó cũng sẽ đủ rộng như thế này thôi, nó cũng không phải là quá rộng. Nhưng mà Di cũng nhận được những cái thông tin chia sẻ từ những anh chị khách hàng là những cái đối thủ chẳng hạn như là những cái mẫu xe BMW các bạn thì cũng cái hàng cốp sau này nó sẽ không được rộng giống như là cái chiếc xe này, hoặc là chiếc xe Toyota Land Cruiser nó cũng sẽ không có cái cốp rộng như thế này ha. Đó thì đó là những cái chia sẻ của quý anh chị khách hàng đó. Nhưng mà một cái điểm mà Di rất là thích trên cái phần mà phía sau cái cốp xe của chiếc GLS450 này là khi mà chúng ta đứng ở vị trí này chúng ta có thể là gặp được hết tất cả những cái ghế luôn các bạn. Đây à, hiện tại bây giờ thì Di đang gặp cái hàng ghế số 3 bên trái và bên phải nè. Đó, ngoài ra thì nếu mà chúng ta muốn gặp mới như là hàng ghế số 3 và hàng ghế số 2 thì chúng ta chỉ cần một cái nút chạm thôi. Nó vẫn có một cái nút chạm để chúng ta chạm một lần thôi là sẽ gặp hết tất cả các ghế luôn các bạn. Đó, bây giờ Di sẽ bấm cho các bạn xem. Đó, và khi mà chúng ta gặp lại như thế này các bạn thì cái không gian ở phía sau này chúng ta có thể biến thành chiếc xe của chúng ta thành một chiếc xe bán tải luôn, bởi vì là nó rất là rộng luôn. Chúng ta có thể là chở những cái chiếc xe đạp ha, hoặc là khi mà chúng ta nhà chúng ta mà cần dọn dẹp hay là chuyển nhà đi các bạn thì chiếc xe GLS này nó phục vụ chúng ta giống như là một chiếc xe bán tải, bởi vì nó quá là rộng luôn. À, phía dưới của chiếc xe GLS450 này thì được trang bị cái bánh xe dự phòng. Thì thực chất các bạn ở đường xá ở Việt Nam của chúng ta ha thì thực sự nó không phải là quá đẹp. Đó, cho nên là cái việc mà khi chúng ta chạy ở trên đường bị tét vỏ xe, bị cán đinh hoặc là bị cán những cái vật nhọn làm hư cả lớp xe luôn thì chúng ta phải có cái bánh xe dự phòng để mà thay thế ha. Và một điểm nữa các bạn mà làm cho chiếc xe GLS450 này lúc nào cũng đứng đầu về cái doanh số bán hàng tại thị trường Việt Nam và rất là nhiều những khách hàng sẵn sàng chờ đợi em nó, bởi vì một lý do các bạn là với cái giá mà Mercedes đưa ra là 5,3 tỷ đồng thì nó sẽ thấp hơn đối thủ của chúng ta hơn 1 tỷ đồng. Đây là một cái con số coi như là quá hời cho Mercedes-Benz khi mà đưa ra cái mức giá của chiếc xe GLS450 này. Đó, hiện tại bây giờ thì chiếc GLS450 của chúng ta đang có sẵn ở màu đen nội thất kem này, được bán với một cái giá rất là đặc biệt. Và nếu anh chị khách hàng nào quan tâm tới cái chiếc xe GLS450 màu đen nội thất màu kem bên trong này với một cái giá đặc biệt thì cứ đừng ngần ngại gọi cho Di qua số điện thoại của Di là 0914653979. Đừng quên bấm like và share giúp mình, đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những cái thông tin mới nhất về tất cả những cái mẫu xe của Mercedes-Benz. Xin chào các anh chị các bạn và hẹn gặp lại.